Ngày mai anh sẽ tổ chức họp báo. Có một số câu hỏi em cần phải chuẩn bị. Anh sẽ chỉ cho em trả lời. Dạ. Vấn đề này ở công ty, công ty sẽ giao cho Hạnh tiếp quản. Em nên tìm gặp Hạnh để biết rõ hình thức BA sắp tới. Ai chứ là chị Hạnh thì khỏe rồi. Em dễ nói chuyện hơn. Ừ, em thân thiết lại với Hạnh vậy là tốt đó. Anh thấy gia đình của Khánh rất quý cô ấy, và hơn hẳn cô ấy rất được trọng dụng ở trong công ty. Đúng rồi đó anh, chị Hạnh là trợ thủ đắc lực của anh Khánh đó. Ừ. Vậy thôi, bây giờ để em đi về nha. Em đi qua gặp chị nha. Nha. Hẹn gặp anh sau. Ok. Em đi nha. Em về đi. Nghe nè, con My mới vừa ở chỗ anh về, nó muốn gặp em đó. Vậy thì càng tốt. Em gọi báo cho anh biết là kế hoạch của mình đã hoàn thành rồi. Vậy hả? Vậy thì tối nay anh phải thưởng cho em rồi. Nè, tối nay đến nhà anh nha. Ok anh. Bye. Chỉ cần đứng giữa như vậy mình nhận tiền thoải mái luôn. Ngày mai sẽ có buổi họp báo cho con My để đính chính những tin đồn thất thiệt hiện nay. Con chỉ trả lời những câu hỏi con Hạnh soạn sẵn, còn lại những chuyện khác á, thì không trả lời, để con Hạnh giải quyết nghe chưa? Dạ. Thật sự con nghĩ cuộc họp báo ngày mai cũng không có gì quan trọng đâu, tại vì những phóng viên nhà báo mình cũng đã sắp đặt hết trơn rồi. Chúng ta có thể kêu người ta viết những cái bài thuận theo ý của mình, đâu có sao đâu. Cũng phải cẩn thận nha con. Con My bị nhiều người ghét, cho nên có khi có chuyện họ muốn phá đám mình cũng nên đó. Nồi để cho con đi cùng chị My đi. Nồi yên tâm, con sẽ nhắc nhở mọi sơ hở của chị My luôn. Thôi, lo học đi. Bởi vậy mấy cái chuyện mà mấy người nổi tiếng này á, nồi không thích con dính vô. Một mình con My là cái nhà này đủ loạn lên hết trơn hết trọi rồi, giờ thêm con nữa. Nội. Nội cái gì mà nội. Nè, ngày mai em phải ở nhà lo học nghe chưa. Còn bữa nào họp fan á, anh hứa sẽ dẫn em đi. Con nè, tâm điểm chú ý của báo chí á là hot girl á, có thẩm mỹ hay không, giàu có đến cỡ nào, xài đồ hiệu giá bao nhiêu. Cho nên con phải cẩn thận khi trả lời nghe chưa. Dạ, cái đó con lo được. Xài hàng hiệu á để khẳng định thương hiệu của mình
con không được làm mất mặt Hà Gia đó. Nhất là mấy cái chuyện đồ nhái đồ giả nghe chưa. Con biết không, dạo gần đây á, mấy cô người mẫu bị chỉ trích nhiều về vụ này đó. Xài hàng giả mà nó xạo là hàng thiệt, phanh phui ra là bị tai tiếng luôn. Má con nói đúng đó, chuyện này cũng đáng quan tâm, nhất là họp báo quan trọng ngày mai đó. Nè, còn những nữ trang mà má tặng cho con hôm ngày cưới đó, tôn vinh lên giá trị của mình, con lấy ra đeo hết lên cho má. Ngày mai bên cạnh đeo theo nữ trang của má anh tặng, em nhớ đeo thêm những cái phụ kiện hàng hiệu mà anh tặng cho em đó nhé. Ngày mai em tỏa sáng cho anh coi, được không? Dạ. Chết rồi, bán hết rồi còn đâu mà xài. Anh em... Thái, Khánh với My tới chưa? Mọi thứ sẵn sàng hết rồi. Anh liên hệ với Khánh và My rồi, chuẩn bị tới. Ừ. Mai Hoa, khỏe không em? Chào anh. Với bài tốt cho My nha. Anh yên tâm đi, gà nhà mà, sẽ cố gắng thôi. Cảm ơn em. Với lại, muốn PR mạnh cho hot girl Angela My thì anh phải khuếch trương cho cô ấy cái việc mà xài đồ hiệu, hàng hiệu, quần áo hiệu và xe siêu xịn. Rồi sau đó anh sẽ chọn một cuộc thi quốc tế nào đó, rồi cho Angela My tham gia. Bởi vì gần đây em thấy tên tuổi Angela My có vẻ xuống đó. Muốn đánh bóng mạnh thì phải chi mạnh. Yên tâm đi, những chuyện này anh nhất định sẽ làm mà. Em cũng biết My là con dâu của Hà Gia mà, tiền thì không thiếu đâu. Ê, biết bên nào không? Tôi cũng biết bên nào luôn á. Bên này hay bên này? Hình như bên này á. Hả? Đằng kia kìa. Sao? Lẹ lên mày. Người ta không có cho vô thì sao? Lỡ vô đó rồi bị đuổi ra nữa. Làm sao mà không cho vô? Đó hả? Là cái chỗ mà họp báo của chị dâu tôi. Chị dâu mày là hot girl nổi tiếng, sao không lăn xê mày lên luôn đi? Linh! Anh! Nè, tại sao em lại có mặt ở đây? Nè, trốn học đúng không? Trốn học đúng không? Hả? Đau quá. Em đâu có cố ý trốn học đâu. Tại vì hôm nay hả, hôm nay em đến đây để làm fan hâm mộ của chị My, để em giúp chị My trả lời những câu hỏi khó của nhà báo. Anh hiểu không? Anh, lỡ rồi á thì cho Linh vô luôn đi anh. Chứ mà ở đây á, người khác thấy cũng không hay nữa. Biết rồi, nhưng mà bữa anh dặn là bữa họp báo sau anh sẽ dẫn đi. Thì bữa nay lỡ rồi, bữa sau không được vậy nữa nha. Ok. Liễu hồn đó. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các anh chị phóng viên đến đây dự họp báo sự trở lại của Angela My. Hoan hô. Xin các anh chị phóng viên có câu hỏi nào đặt ra, chúng tôi sẽ giải quyết những thắc mắc của các anh chị mà trong thời gian qua mọi người rất quan tâm tới My. Dạ, cho tôi hỏi là sắp tới Angela My có chiến lược gì không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Trong thời gian sắp tới thì Angela My sẽ được anh Thái ảnh lên kế hoạch cho Angela My hoạt động từ thiện và tham gia những chương trình lớn, sự kiện lớn. Và bên thấy cạnh đó ra mắt những sản phẩm và đặc biệt là tạo hình ảnh cho Hà Gia. Xin cảm ơn. Vậy thì ngoài việc hợp tác với Bầu Thái ra, Angela My có kế hoạch để hoạt động độc lập không ạ? Chị còn câu hỏi nào nữa không ạ? Tôi xin đặt câu hỏi cho Angela My. Dạo gần đây có nhiều người nổi tiếng không đủ thực lực mà vẫn xài hàng hiệu có giá trị cao. Cô nghĩ sao về hình thức PR này? Cô có đồng thuận hay không? Đối với tôi thì không. Thì mỗi người có một cách thức riêng. Nhưng với tôi thì tôi không bao giờ sử dụng hình thức đó. Dạ. Cô có chắc không khi có chứng cứ thấy cô xài hàng giả? Sao lại biết ta? Chắc là đoán mò phủ đầu mình. Với My á thì những hàng nhái, hàng giả vậy thì My không bao giờ sử dụng.
Bởi vì chồng của My thì có rất nhiều điều kiện để mà mua những hàng hiệu, sản phẩm tốt cho My xài. Đây là chứng cứ cho thấy hot girl Angela My ra chợ mua hàng nhái. Mọi người cứ xem đi. Anh nói cái gì vậy? Đây, đúng là cổ rồi. Những tấm hình này là do chính tay tôi chụp được. Đúng là không ngờ ha. Đây, mọi người cứ xem đi. Có cả người bán xác minh nữa. Chị dâu bà xài đồ nhái. Kỳ này á, bà rớt đại chắc rồi. My, quê quá rồi. My, My à, chắc tôi nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Tôi sẽ tổ chức họp báo một ngày gần đây để trả lời thực sự về vấn đề này. Xin lỗi mọi người. Chuyện này là sao? Anh làm quản lý cái kiểu gì vậy? Tiền cách xê thì anh nhận, mà tạo dựng hình ảnh cho con My mà chẳng đâu vào đâu hết. Chuyện này ngoài ý muốn thôi. Không ngờ cô My lại bị soi mói kỹ như vậy. Cũng tại Hà Gia, kỳ boy với con dâu, có cho tiền để sắm sửa đâu, thì buộc lòng phải xài đồ giả để che mắt thiên hạ thôi. Quản lý như anh thì nên tìm một người khác cho con My thì tốt hơn. My có ngày hôm nay á là chính nhờ vào tôi. Từ khi nó làm con dâu Hà Gia mấy người á thì mới rắc rối như vậy. Nếu không có mấy người á, nhiều khi cô My còn nổi tiếng hơn bây giờ nữa kìa. Nè, thôi anh im đi nha. Tôi không chấp nhận những lời anh nói như vậy. Chúng ta ngồi ở đây là để giải quyết những cái chuyện này, chứ không phải ngồi ở đây là để hơn thua với nhau. Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Tùy thuộc vào dư luận trong ngày hôm nay, nhất định báo chí sẽ làm rình rang vụ này. Thật ra đây cũng là sự cố ngoài ý muốn thôi. Mọi người nên bình tĩnh và tìm ra hướng giải quyết chứ. Cũng tại gia đình Hà Gia các ông cản đường thăng tiến của bé My, không cho hoạt động showbiz rầm rộ, bỏ show liên tục và bắt đầu xuống hình ảnh rồi, cộng thêm hình ảnh xấu nữa thì khó mà lấy lại được đồ hot đó. Con lo giải quyết chuyện này đi. Để ảnh hưởng tới việc kinh doanh của công ty thì đừng có trách ba mạnh tay với vợ chồng con đó. Những thứ đó là mình mua tặng cho My, lẽ nào lại là đồ giả? My cần tiền làm gì mà bán hết đồ, còn nguy tạo nữa. Anh Khánh, đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Ê bà, gì? Con dâu bà Bích á lại nổi xì căng tan trên mạng nữa rồi nè. Vậy hả? Ờ, đưa tôi coi. Đó, đâu? Bà coi đi. Trời ơi, thấy chưa? Thiệt tình nè. Ờ, hai bà chờ tôi có lâu không? Trời đất ơi, chuyện như vậy á mà bà còn tâm trạng tới gặp tụi tôi nữa hả? Tưởng đâu bà bực mình lắm ở nhà và xử con dâu bà rồi chứ. Ờ, hồi đầu á tôi tưởng bà có con dâu hot girl á là đẹp mặt, đánh bóng chuyện làm ăn của gia đình. Ừ, ai ngờ toàn là quậy rồi gây ra mấy cái vụ rắc rối không à, làm mất uy tín nữa. Đúng rồi, con dâu như vậy á bà nên xem lại đi. Ừ, xem lại đi. Ủa sao kỳ vậy, hai bà đang nói gì vậy? Tôi đang đi spa, hai bà hẹn tôi ra đây để mà ăn uống, tự nhiên nói chuyện bậy bạ gì vậy? Hai bà này ha, ganh tị phải không? Tại vì tôi có con dâu hot girl chứ chị. Không dám ganh tị đâu. Không dám đâu. Con dâu của tôi á, tuy không có đẹp, nhưng mà đừng cái á, nó đi du học mới về, nó giúp chồng phát triển kinh doanh dữ lắm. Còn con dâu của tôi hả, ở nhà nội trợ nên dễ dạy, mà nhà nó cũng có của cho nó, nó đưa hết cho chồng nó làm ăn. Tính ra thì tôi còn sướng hơn bà nữa đó. Nè, hai bà muốn nói cái gì? Nè, tôi hỏi thiệt nha, bộ gần đây công ty của bà là mang thua lỗ dữ lắm phải không? Nè, bà nói cái gì kỳ vậy? Không thấy resort của tôi đang phát triển ầm ầm lên sao? Thôi xạo quá bà ơi, bà muốn mượn con dâu để đánh bóng gia đình
nhưng mà bị lộ rồi. Không có lực mà đua theo. Xài á toàn là hàng nhái, hàng giả. Báo chí á đang phanh phui tùm lum kìa. Đúng rồi. Nè, không tin hả? Coi đi. Toàn là tin hot girl không á. Toàn là xài hàng giả, hàng nhái. Bị phát hiện mà còn chối nữa nè. Cái chuyện này. Vậy là đúng rồi, phải không? Tôi nói bà nghe nè. Chuyện làm ăn á, thì lúc lên, lúc xuống. Có khi á, sắp phá sản rồi. Ra vẻ ta đây là người giàu có nữa. Bây giờ á, toàn là như vậy không à. Vậy đi, thì bà hết dên giáo. Thôi, ăn đi bà. Giờ sao đây? Chắc mình hết dám ra đường quá. Ở nhà mọi người về đông đủ sẽ hỏi tội mình. Phải trốn đi đâu đó mới được. Đi đâu đây? Hả? Ở nhà không chịu suốt ngày đi ra ngoài đường. Em cái gì mà em? Qua đây ngồi nói chuyện với anh. Nè, anh làm gì vậy? Em ngồi im cho anh. Anh hỏi em, tại sao những đồ hiệu anh mua cho em không chịu đem ra xài? Em toàn lấy những cái đồ giả để em che mắt thiên hạ là sao? Hả? Cái đó đồ thật mà. Cái gì? Em còn mở miệng ra em nói đồ thật nữa hả? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Đồ thật hả? Đó, trả lời anh nghe đi. Cái này mà là đồ thật à? Thì anh mua cho em, ba má mua cho em. Thì cho em là của em muốn làm gì em làm chứ. Em nè, anh thử thêm một lần nữa đi. Một lần em có thể tha, nhưng lần thứ hai thì không bao giờ đâu nha. Nhưng mà bây giờ em phải giải thích cho anh hiểu. Đồ anh mua cho em không xài. Rồi bán lấy tiền làm cái gì? Hả? Tại sao em bán tất cả đồ mà ba má anh mua cho em? Em cho bạn mượn. Tại sao hồi nãy bà nội hỏi? Là con nói là bị mất rồi. Tới cả ngay cái chuyện này, em còn nói dối với nội nữa sao? Làm mất mặt gia đình, nói dối đủ rồi. Em ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Đã vậy còn dối trá nữa. Lời nói của con bây giờ, má không tin vào con nữa. Má con... Bây giờ em nói đi. Em bán đây làm cái gì? Em lấy tiền để em cho ai? Không khéo là nó lấy cái này nó nuôi ai rồi đó. Má ơi, không phải. Rõ ràng con làm ảnh hưởng gia đình rất là nhiều. Biết vậy má không chọn hot girl làm vợ cho thằng Khánh đâu. Nè, con nói thiệt đi. Con bán con lấy tiền để đưa cho ai? Tốt nhất là đừng có ở trong nhà này nữa. Nếu con coi đây là gia đình ha, thì con không nên giấu giếm. Biết đâu con vào làm dâu gia đình này là vì muốn chiếm đoạt tài sản. Má, con không bao giờ nghĩ con vào Hà Gia con sẽ chiếm đoạt tài sản của Hà Gia cả. Anh Khánh, đi kệ nó. Có giỏi thì đi luôn đi. Cho cái nhà này rảnh việc. Cho tôi một phòng. Dạ, chị muốn lấy phòng VIP hay là sao? Phòng thường. Dạ. Mà nè, chắc tôi ở lâu á. Dạ, thưa chị đem chứng minh. Cảm ơn. Dạ, cho em gửi.
Giờ phải tính sao đây? Ai có thể giúp được mình đây? Ừ, chị nghe đây. Chị Hạnh ơi, bây giờ em dọn ra khách sạn ở rồi. Sao? Em dọn ra khách sạn ở rồi hả? Em cãi lộn với anh Khánh, tức quá em đi luôn rồi. Chuyện này á mà để phóng viên biết là không hay đâu nha. Em đang ở đâu? Em đang ở khách sạn gần nhà chị đó. Ừ, để chị ghé qua rồi nói chuyện nhiều. Dạ, em chào chị. Ừ. Chắc là bị nhà anh Khánh đuổi đi rồi. Lại có tin hay nữa đây. Không nên nói cho anh Thái biết, vì anh sẽ giúp nó. Mà mình ra tay thì không hay. Hay là đây là một cơ hội tốt để đối thủ hot girl của con My hạ nó. Không uổng công mình tìm số điện thoại của những hot girl ghét nó từ trước. Chào giám đốc. Giờ này đã khuya, anh tới đây cũng hơi kỳ. Anh vào trong nói chuyện với em nha. Cũng được. Có chuyện gì vậy anh Khánh? Cũng là chuyện của My. Em ngồi xuống đi. Anh với My cãi nhau. Giờ My phản ứng với má anh. Bỏ nhà đi. My đi đâu? Sao anh không ngăn cản cô ấy lại? Đang bị tai tiếng về chuyện xài đồ giả. Thế nào báo chí cũng sẽ chực chờ cái tin này thôi. Chuyện đó để sau đi. Bây giờ anh đang rất là tức giận My. Bởi vì My giấu anh, đem hết tất cả những đồ mà anh mua cho My, rồi bán lấy tiền đưa cho một người bạn hay là một người đàn ông anh cũng không biết nữa. Cho bạn mượn hả? Ừ. My nói với anh vậy sao? Hạnh cũng là bạn của My mà. Anh hỏi em, em có biết người bạn của My là ai không? Bạn của My không lẽ lại là anh ta? Anh ta nào? Em nói anh ta nào? Là đàn ông à? Thật ra thì lúc trước My có một cậu bạn rất là thân, cũng cùng quê. Hình như tên là Tuấn thì phải. Tuấn? Chắc là cho cái người bạn nó mượn tiền rồi. Anh nhờ em một chuyện được không? Em tìm hiểu thông tin người bạn này của My giùm anh. Bạn bè của My thì em ít biết lắm. Hồi trước khi mà My chưa thành hot girl thì có anh này rất là thân và quan tâm. My cũng thân với anh ta nữa. Có lẽ My sẽ lưu giữ thông tin của anh ta. Anh biết rồi. Nhưng mà em thấy những lúc như vậy á, có lẽ My phải nói thật với anh chứ. Sao lại còn ngang bướng và tự cao nữa. Đúng là My tính còn trẻ con quá. Anh đừng có trách My nha. Việc gia đình rồi thêm việc công ty nữa, anh coi chừng mệt mỏi quá rồi sẽ sinh bệnh đó. Thật sự là anh không cần một người vợ hot girl. Anh cần một người vợ có tính tình như em. Được vậy thì hay biết mấy. Anh đừng có nói anh vậy nữa mà.
nhưng mà anh không thể nào anh không suy nghĩ được. Anh với em đi bar đi. Ờ. Anh đang bực mình, tới đó anh lại uống rượu say nữa, rồi giống như hôm trước á thì. Hôm trước làm gì? Không, em cứ thẳng thắn chia sẻ là anh làm gì em. Anh không biết là anh có một cái hành động gì sai hoặc là quá đáng với em hay không, em nói cho anh biết đi. Hạnh à, anh với em á là anh em thân thiết với nhau, em hiểu không? Đừng có giấu gì anh hết. Anh có làm gì em không? Nhưng mà em không muốn My biết chuyện này. Liên quan tới My nữa hả? Mà chuyện gì chứ? Vì nếu My không là vợ anh thì em sẽ dễ dàng nói rõ tình cảm của mình hơn. Em yêu anh. Chị. Hả? Linh. Ồ, vô đi. Vô đây. Sao mà em biết chị ở đây mà tới vậy? À, thì hồi nãy chị đi ra khỏi nhà nên em đi theo chị luôn. Mà sao chị dọn ra đây ở? Chị không sợ bị người ta đưa tin xấu hả? Chứ không phải là em nói em giận chị rồi không theo phe chị nữa hả? Ai biểu chị là hot girl thần tượng của em làm chi? À chị về nhà đi, không mấy người lớn mà biết là chị bị phạt đó. Ý em nói là bà nội đó hả? Ừ. Không, không về đâu. Về mất công lại bị xử tội tùm lum nữa. Chị phải đợi đến khi nào mọi chuyện êm xuôi, lúc đó chị sẽ kiếm thật nhiều tiền, chị sẽ mua nhà ở riêng. Trời, chị tính ly dị anh Khánh luôn á hả? Ly dị hả? Nè, chị mà cứ như vậy á là coi chừng ba má bắt anh Khánh bỏ chị luôn á. Có khi nào ảnh làm vậy không ta? Nếu mà ảnh dám làm vậy á thì chị cũng không cần. Bây giờ á, khi nào mà ảnh tới xin lỗi chị rồi năn nỉ chị, lúc đó chị mới về, không thì thôi. Trời ơi, sao mà gay go quá vậy? Mà nè, em đó nha, em không được nói cho ai biết là chị ở đây nha chưa? Không á là chị không giúp em thành hot girl đâu đó. Được rồi mà, em biết mà, em là fan của chị mà. Em mang cho chị quần áo nè. Cảm ơn em nha. Thôi em đi về nha. Chị cẩn thận đó. Bye bye. Bye em. Bye. Bye chị. Mấy tháng qua tôi đi nước ngoài nên không biết là con của tôi làm dâu ở nhà anh chị có ngoan hay không. Mọi chuyện đều bình thường thôi chị. Con dâu bây giờ chứ đâu phải như ngày xưa nữa. Gia đình chồng đâu có bắt làm việc đâu. Dạ. Ủa, từ nãy giờ tôi không thấy con My đâu hết. Nó không có ở nhà hả anh chị? Nó với thằng Khánh đi chơi rồi. Ôi, vợ chồng tụi nó cứ quấn quýt với nhau cả ngày, có bao giờ mà thấy tụi nó ở nhà đâu. Dạ, vợ chồng son mà chị. Dạ. Bác à, dạo này bác có khỏe không bác? Khỏe gì nổi khỏe. Nhiều chuyện buồn rầu, nếu có muốn khỏe cũng khỏe không nổi. Thôi con ngồi chơi đi ha, để tôi vô nằm nghỉ. Dạ. Dạ bác đi. Má đi nghỉ sớm đi má. Má vô nghỉ đi ha má. Rõ ràng là báo chí đưa thông tin không hay về con My. Mọi chuyện trong nhà này sao yên ổn được. Tôi đến đây để thăm con My và gia đình anh chị. Sẵn tôi cũng có vài việc để bàn với anh chị luôn. Có việc gì thì chị cứ thoải mái trao đổi. Chúng ta vừa là đối tác thân thiết, vừa là thông gia mà chị. Dạ phải. Bởi vậy
tôi mới phải tính lợi cho resort của Hà Gia đây. Ờ. Chị, mình có hợp đồng gì thêm phải không chị? Dạ, tôi chuẩn bị ký một hợp đồng quảng cáo cho resort của Hà Gia với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Khi mà họ về Việt Nam chơi thì họ cũng sẽ chọn resort của gia đình anh chị. Như vậy thì quá tốt rồi. Sẵn đây, tôi sẽ triển khai với công ty của anh. Và tôi sẽ tiếp tục chọn hình ảnh của My để quảng cáo cho resort lần này. Thôi để ngày mai tôi sẽ ghé công ty để bàn công việc luôn. À, hẹn gặp cả My luôn, được không anh chị? À, dạ, có gì hẹn chị ngày mai ghé công ty. Chào anh chị. Để tôi tiễn chị. Dạ. Bà nè, bà tìm cô My về đi. Đừng để cho bà Jenny phật lòng. Nếu không thì mất hết mối làm ăn đó bà. Nó tự bỏ đi mà, biết đâu mà tìm. Còn không thì kêu thằng Khánh nó kiếm vợ nó về. Má con bà toàn làm những chuyện rắc rối không à. Con My mà ra khỏi nhà lúc này, tai tiếng sẽ đổ dồn đó. Biết rồi, mai tìm cách chống chế nói sao cho khéo khéo. Để không thôi bà Jenny bà nghi ngờ đó. Ờ. Thời gian qua con My sống với gia đình chồng như thế nào? Cậu quản lý kiểu gì mà con My toàn bị tin xấu không vậy? Chị à, thật ra là chuyện ngoài ý muốn thôi. Như vậy cũng có phần nào ảnh hưởng đến tôi chứ. Sẵn đây thì cứ đổ lỗi cho Hà Gia. Mà cũng tại chị chọn thằng Khánh cho con My kìa. Làm dâu nhà đó thì khổ thân cho con nhỏ. Chuyện như thế nào? Nói rõ ràng cho tôi nghe coi. Thì đang làm hot girl nổi tiếng, về làm dâu nhà đó bị ép buộc đủ thứ hết, bỏ show liên tục, rồi làm mất lòng báo chí nữa chị à. Suốt ngày thì bị bà nội xăm soi chuyện làm dâu. Hễ có tin gì xấu á thì họ cũng đổ lỗi cho bé My hết. Còn thằng Khánh á, suốt ngày cứ đánh vợ, còn đuổi vợ nó đi luôn kìa. Gia đình thằng Khánh mà lại cư xử với nó như vậy sao? Chị cũng thấy á, báo chí đưa tin rừng rừng còn gì. Rồi có lần á, báo chí đưa tin có thai với ba chồng nữa. Coi chừng á, bị bà mẹ chồng ghen ghét, muốn đuổi con My ra đi đó. Do bà ghen tị với sắc đẹp của con My. Thiệt là tội nghiệp cho con nhỏ. Lúc nãy tôi có ghé nhà nó mà không thấy nó đâu. Tôi nghĩ là có chuyện gì xảy ra rồi. Bởi vậy chị về là tôi mừng lắm đó. Giúp con My đòi lại công bằng. Mai cậu đưa con My đi sắm sửa một ít đồ đi. Chứ tôi thấy việc mà nó xài hàng giả, tôi không hài lòng chút nào hết. Còn chuyện con My phải được tôn trọng ở nhà chồng. Tôi sẽ có cách. Cô ta không còn xem mình ra gì. Không biết suy nghĩ rằng đã có gia đình hay sao. Hạnh à, anh với em là anh em thân thiết với nhau, em hiểu không? Đừng có giấu gì anh hết. Anh có làm gì em không? Nhưng mà em không muốn My biết chuyện này. Liên quan tới My nữa hả? Mà chuyện gì chứ? Vì nếu My không là vợ anh thì em sẽ dễ dàng nói rõ tình cảm của mình hơn. Ừ? Em yêu anh.
Rõ ràng mình phải có trách nhiệm với Hạnh, không thể phụ tình Hạnh. Nhưng biết làm sao với My đây? Từ trước giờ cô ta lấy mình chắc cũng vì tiền và cái danh nhà đại gia thôi. Khánh. Ủa má, con My nó cứng đầu vẫn chưa về hả? Kệ cô ta đi, đi được thì về được. Không có được. Con mau năn nỉ nó về đi con. Lần này bà Jenny mới về, hình như là bà nghi ngờ là con My nó sống không yên trong gia đình mình, nên mới ra điều kiện trong chuyện làm ăn đó. Con đang thắc mắc cái chuyện hôn nhân rồi tình cảm của con, sao lúc nào mọi người cũng đem so đo với việc kinh doanh của resort hết vậy? Nếu mà My không phải là hot girl, không phải là con nuôi của bà Jenny, con nghĩ chắc khó lắm mới được làm vợ con đó. Trời, chứ còn gì nữa. Từ đầu tại vì nó là hot girl nổi tiếng, nó quá xinh đẹp nên con mới thích nó còn gì. Đó, bao nhiêu chỗ mai mối mà con có chịu đâu. Nhưng mà má nói cho con biết, chuyện này không phải là ý của má, mà là ý của ba con đó. Con đi tìm con My về làm lành đi. Ngày mai á sẽ tìm cách khéo nói chuyện với bà Jenny lại, nói nó đi show quảng cáo gì đó. Nhớ là không nên để lộ chuyện là nó dọn ra khách sạn ở, nghe chưa? Con nói thật với má, con nhượng bộ lúc nào cũng được hết đó, nhưng mà chuyện này con không thể nào nhượng bộ được nữa. Như vậy đâm ra bây giờ My coi thường con, con là chồng mà con không đủ tư cách để nói chuyện đó. Còn nếu không được thì thôi, chia tay đi. Nè con à, con muốn bà con giận lên hay sao? Con đừng quên á, bà con giao hết công ty cho con đó nha. Con đừng có làm căng quá là con nên đâu đó. Bây giờ con nghe theo lời má, con nhịn đi, đưa nó về đây. Em chuyện làm ăn rồi tính với nó. Nè, con đi đâu vậy? Con đi tìm cô ấy chứ đi đâu. Nè, má nói chuyện xong chuyện, đi đâu vậy hả Khánh? Alo. Má đây, con đang ở đâu vậy? Ai vậy? Má Jenny đây. Dạ con nghe nè má. Con đang ở khách sạn đúng không? Tại sao lại để thiên hạ đồn ầm lên? Và cho rằng gia đình mình ép nó thành ra như vậy. Bà đã đến công ty mình đưa một hợp đồng hợp tác kinh doanh mới. Điều kiện của bà là con My phải tiếp tục làm hình ảnh đại diện của resort và phải có những quyền lợi cho nó. Vậy bà tính sao? Con suy nghĩ kỹ chưa mà nói ba như vậy? Dạ con... Hiện dư luận đang không tốt về con My và con, cho nên con hãy đi làm lành và đấu nó về, dẹp tan sự bàn tán và đồng thời lấy lòng bà Jenny. Bà, dư luận ở đây thì con không nói, nhưng mà bây giờ cái chuyện mà kêu con nhượng bộ My là con không thể nào làm được. Ít ra thì con cũng phải có một cái gì đó, tiếng nói của một người chồng chứ ba. Cái gì cũng không bằng chuyện kinh doanh của resort sao? Nếu vậy con sẽ không bao giờ dính dáng vô cái chuyện resort của gia đình mình nữa. Bà lệnh cho con đi đón con My về liền, để bà Jenny vui lòng hợp tác tiếp với mình. Còn không, đừng hòng mà bà cho con quản lý công ty này. Nếu vậy bà cứ tìm một người nào đó phù hợp để quản lý công ty này đi. Con không thể. Con. Nè Khánh. Khánh.
Bà đang ở đâu vậy? Thằng Khánh nó kiên quyết không chịu nghe lời tôi. Bà lo chuyện con My đi nghe chưa? Tại sao con lại để mọi chuyện xảy ra như thế này? Không những thiệt cho con mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của má nữa đó. Dạ con. Chị à, cũng chẳng trách My được đâu. Làm dâu một gia đình tiếng tăm như Hà gia đâu phải dễ đâu chị. Họ lúc nào cũng muốn lợi dụng sự nổi tiếng của My để đánh bóng tên tuổi của gia đình. Nhưng là ép My đủ thứ mọi chuyện trên đời hết. Nhiều lúc em còn thấy bực mình đây, muốn cho My dẹp luôn khỏi tham gia showbiz nữa. Coi họ có muốn giữ My trong nhà nữa không. Má, con cứ để cho cậu Thái nói hết đi đã. Chị cũng thấy đó, khi My bị tay tí một chút xíu thôi là bị đuổi ra ở khách sạn rồi. Bây giờ dính dáng tin đồn là ngoại tình nữa, chắc chắn thằng Khánh tống cổ ra khỏi nhà. Chị thấy có tức không? Má, không có đâu má. Chẳng qua là con tự ý đi thôi à, không ai đuổi con hết á. Với lại tại con không muốn giải thích chuyện con bán đồ hiệu. Anh hỏi em nè, lúc em đi á, thằng Khánh có cản không? Hả? Em trả lời đi. Đó, chị thấy chưa? Nó không cản là nó đuổi đi rồi còn gì nữa. Chị cũng biết á, làm một hot girl thì cần đủ thứ tiền hết, chăm sóc sức đẹp rồi chân diện nữa. Mà lại không cho My những show quảng cáo nữa, tiền đâu mà xài đây? Bắt buộc My phải bán đồ để xài thôi. Là lỗi của họ không phải là của My. Còn thằng Khánh nữa, không biết thương vợ nó đâu. Má thật không ngờ gia đình ông Phương lại đối xử với con tệ như vậy. Còn không nể cả mặt má nữa chứ. Thôi được rồi, con dọn về nhà má ở đi. Má sẽ giúp con lấy lại công bằng. Và Hà gia phải thấy được, cưới được con cho thằng Khánh cũng giúp được rất nhiều trong việc kinh doanh của họ. Dạ thôi má, má cứ để con ở khách sạn. Chứ mà đã lỡ gã đi rồi, giờ lại về nhà, báo chí sẽ trực chờ trước cửa nhà má để săn tin. Lúc đó sẽ phiền phức tới chuyện làm ăn của má nữa. Chị à, My nói đúng đó. Mình phải giấu con My ở đâu đó, để khi chị gây áp lực cho họ, họ phải cuống cuồng lên mà đi tìm. Chứ đằng này ở nhà chị thì quá dễ dãi cho họ rồi. Cũng đúng. Vậy thì con có việc ở khách sạn, để xem họ trả lời má như thế nào khi má hỏi tìm con nha. Dạ. Nhưng mà má ơi, em khỏi lo đi, có má Jenny ở đây rồi, em sẽ lấy tiếng tốt trở lại thôi. Vì ai em đã từng, vì ai em đã quên, quên đi bao yêu dấu. Từng chiều anh vẫn bước đi vội vàng, có lẽ tới nơi mình chia tay. Làm sao anh quên được ngày mưa ấy em đi xa anh thật xa, còn lại chung nhau.